Nhắn gửi loài người trên khắp thế giới, chớ có đến Hawaii mà không mang theo lương thực. Nơi này không dành cho những kẻ yếu đuối, khiếp nhược, cũng chẳng đón chào những kẻ sợ chết đói. Ở các đảo này, chẳng có gì là chắc chắn cả. Hãy tự mang lấy lương thực của mình, hãy tự mang theo đức tin của mình. Nếu không mang theo những thứ đó, khi đến đây, chắc chắn bạn sẽ chết. Điều kiện khắc nghiệt như vậy đấy, quần đảo này đang chờ bạn tới thăm. Thưa các bạn, đó là những gì nhà văn Yung Mi-sen đã viết khi ông đến Hawaii cách đây nhiều thập kỷ. Lúc đó nơi này còn là một quần đảo hoang vu, vốn đã giúp ông viết nên những án văn hay trong một tác phẩm xuất sắc mang tên Tiểu thuyết Hawaii. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Hawaii ngày nay trở thành một bang đa chủng tộc, đa văn hóa, với dân số khoảng 1,4 triệu người, trong đó có hơn 40% dân gốc châu Á. Lời nhắn gửi loài người trên khắp thế giới của nhà văn Yung Mi-sen có lẽ không còn đúng cho Hawaii nữa, nhưng nó vẫn còn đúng cho rất nhiều nơi khác trên thế giới, vốn đang bị nghèo đói, bệnh tật, thiên tai và chiến tranh tàn phá.